còn hút đau do thần kinh. Thầy có nói đó, mình phải xác định có phải đau do thần kinh hay không. Còn về bậc thang giảm đau thì nếu mà chúng ta có thời gian thì chúng ta học cái giảm đau thần kinh á, quên xin lỗi, đau gây nghiện á, thì cái này ta điều kiện theo bậc thang. Ví dụ như đau bậc 1, bậc 1 thì nó từ 1 đến 3 điểm. Mấy em có dược lâm sàng 2, mấy em có bài nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau, thầy có nói này, có cái thang điểm đánh giá. Nếu bệnh nhân từ 1 đến 3 điểm coi như là đau bậc 1, thì mấy em cho thuốc giảm đau hôm nay chúng ta học thôi. Ví dụ như giảm đau non-steroid, giảm đau hạ sốt, paracetamol đã đáp ứng. Còn nếu mà nó không bớt thì không nên tăng liều, không tăng liều. Tại nó có cái liều khuyến cáo là mấy em tăng liều là tăng độc tính, và chúng ta tăng bậc. Bậc 2, bậc 2 nó là từ 4 điểm đến 7 điểm, 4 đến 6 điểm. Thí dụ như là codeine, tramadol. Trước đây thì nó có cái thuốc dextrogobosifen, học với paracetamol, nó có viên là diantabit á, mấy anh biết không? Và bây giờ không cho sử dụng nữa do chết tim mạch. Bây giờ tramadol nó thay thế. Và tramadol này nó phối hợp với paracetamol, mấy em có thằng Utraset á, không? Mà không bớt nữa thì chúng ta tăng bậc lên là bậc 3. Thường là cái này là đau vô ung thư á, ta dùng. Thì điển hình như là một phim á, nó tăng bậc lên này này ha. Đây. Bây giờ chúng ta vô cái nhóm hôm nay, giảm đau sốt kháng viêm. Chúng ta có ba nhóm ha, giảm đau sốt kháng viêm nó gọi là kháng viêm non steroid, và giảm đau hạ sốt nên có paracetamol, và giảm đau thường tí thì mấy em có loctafenin rồi đó. Nó không có hạ sốt, cũng không kháng viêm. Nhưng mà tác dụng không mong muốn chung của cái nhóm này là mấy em hiểu như này. Lúc trước thầy có giải thích cái chữ tác dụng không mong muốn là phải không? Thì nó bao gồm tác dụng phụ và độc tính. Cái cách gọi, hiểu không? Tác dụng phụ thì nó có liên quan đến tác dụng dược lý, mình biết trước được. Nhưng mà vì nó xảy ra tôi không có muốn nên tôi mới gọi là không mong muốn. Ví dụ tôi chích atropine vô, mục đích là tôi giảm co thắt, chống co thắt cây trên, ví dụ cơn đau hoàn thận. Nhưng mà vì nó chống co thắt cây trên cho nên ruột non, ruột già tôi cũng giảm nhu động luôn, thành ra nó gây táo bón. Mà tại tôi không có muốn, tôi đâu có muốn táo bón đâu, cho nên tôi gọi là tác dụng không mong muốn. Nhưng mà tác dụng nó có liên quan đến tác dụng dược lý, nhưng mà không có nguy hiểm nên tôi mới gọi là tác dụng phụ. Còn có trường hợp cái tác dụng cũng là không mong muốn, tôi có muốn nhưng mà nó không liên quan đến tác dụng dược lý, tôi không biết trước được, và có thể là nguy hiểm tính mạng, ví dụ sốc phản vệ, chảy máu dạ dày, viêm gan, suy thận, thì tôi gọi là độc tính hay là ADR phản ứng có hại của thuốc. Nhưng mà hai cái này tôi gọi chung là không mong muốn ha. Nên chữ không mong muốn thì bao gồm có tác dụng phụ và độc tính. Thì nói tới non steroid thì mấy em phải nghĩ đến cái đường tiêu hóa chứ. Đầu tiên là nó kích ứng niêm mạc trước cả đi, uống vô nó cồn cào dạ dày đó, sốt ruột rồi khó chịu. Để khắc phục cái này thường thường mấy em cho mình ra uống, mấy em tư vấn là uống lúc no, tại vì uống lúc no này để tránh kích ứng thôi chứ không có chặt, không có tránh lát dạ dày đâu nha. Nhưng mà liều cao cái dài thời gian là lát luôn, thậm chí chảy máu dạ dày. Rồi cái hai là gói lọc đông máu. Mấy em mà cho bệnh nhân uống thuốc này vô có nguy cơ chảy máu. Nếu mà người này đang có bệnh gì chảy máu không nên uống. Ví dụ em bé nó đang sốt mà bệnh sốt xuất huyết, phải không? Chủ ban ra chứ sao uống thì dám uống aspirin, phải không? Đang có bệnh gì chảy máu dám uống. Về thận, mấy em có thể là suy thận, là cồn nè. Rồi dị ứng, phản ứng quá mạnh, phù thanh quản, thậm chí nó phát lên cơn hen nữa. Chống chỉ định, thận trọng, tác dụng phụ, độc tính cái gì thì chống chỉ định đó. À, ví dụ thuốc này gây suy thận này chẳng không dùng cho bệnh nhân suy thận. Bây giờ thuốc này gây lát dạ dày, bây giờ bệnh nhân đang có bệnh gây lát dạ dày thôi tránh đi. Suy thận cũng vậy, thuốc này gây suy thận mà phụ nữ có thai con bú chống chỉ định.
bởi vì nó qua nhau thai và sữa mẹ. Cho nên aspirin mà mấy em cho uống 3 tháng đầu là nó đóng luôn cái động mạch sớm á, cái nhau thai á. Cho nên chất dinh dưỡng ở người mẹ không nuôi được thai nhi. Còn 3 tháng cuối mà uống 5 steroid nói chung này nè là khó sanh. Sanh đẻ rất là khó. Mà lỡ mà sanh được á ha thì gây chảy máu, phải không? Nó bằng huyết. Rồi có lộn đông máu nè. Bệnh có người ta đang có bệnh gì chảy máu không nên dùng. Rồi đã dị ứng với non steroid rồi thì thôi chúng ta phải lưu ý coi chừng dị ứng ha. Cho nên cái trong cái trường hợp mà cái thuốc đầu tiên trong nhóm này phải nói đến đó là aspirin. Aspirin thì aspirin thì cái lịch sử nói về aspirin hiện nay còn dùng không mấy em? Dùng với mục đích gì vậy? Trong cái tập đi cầu chứ giờ không có dùng hạ sốt giảm đau nữa. Bây giờ là lý do là có những cái thuốc khác thay thế an toàn hơn, ví dụ như paracetamol. Paracetamol thì nó an toàn hơn, phải không? Hạ sốt nó an toàn hơn. Nhưng mà cái này nó có từ 3.500 năm trước mà. Cái người gặp ta dùng cái nước sắt cây liễu mà nó trị đau nhất. Đến 1.000 năm sau Hippocrates mới dùng những cái cây nước sắt của Tỳ Dương chọn cái liễu để trị sốt nữa. Nhưng mà lúc đó mình chưa hiểu là có gì. Nhưng mà mãi đến năm 1953 người ta mới tổng hợp lên được. Và năm 1899 thì cả aspirin bây giờ là vẫn còn xài. Chứ những cái thuốc mà thời điểm mà cách đây 100 năm là bỏ hết à. Như vậy aspirin nó có những cái ưu điểm gì và tại sao vẫn còn được? Về cái cơ chế tác động, về cái cơ chế tác động thì mấy em biết là aspirin nè, đầu tiên là cái phospholipid ở màng tế bào với xúc tác của phospholipid hai nè, nó tổng hợp lên acid acetidonic đây, dấu cộng là kích thích nè, nó tạo nên acid acetidonic, nó có hai nhánh, có nghĩa là nó có hai con đường nó đi. Nhưng mà dưới xúc tác của cái men mà lipoxygenase thằng này có sẵn trong máu nha, nó mới tạo nên việc mấy em thấy cái cơ chế tác động của colchicine và chị gút á là ức chế thực bào cho này nó gây ra bệnh gút nè, hoặc là lipoxygenase 4 với D4 nè nó gây co thắt phế quản, nó gây ngưng hen, gây viêm. Nhưng mà cái bài hôm nay chúng ta chỉ học cái nhánh này thôi. Với cái men cyclooxidase nó xúc tác acid acetidonic nó tạo nên những prostaglandin. Rồi mình tới đây mình qua một cái hình khác cho nó dễ. Tôi viết một cái nhánh này nữa thôi. Nhưng mà mấy em nhìn lên đây nè, tại sao nó có số 1 và số 2? Bởi vì trong cơ thể chúng ta có hai loại gen này. Ta gọi là cái enzyme đồng dạng. Cốc 1 và cốc 2 nó tương đồng với nhau. Chuỗi acid amin gần 64% là cái chuỗi acid amin nó giống nhau. Nhưng mà vai trò nó khác, nhưng cái tên gọi nó giống, nó cũng là cyclooxidase. Nhưng mà cái này cốc 1 á, cyclooxidase độc 1, tôi gọi là cái men cấu trúc men độc lạ. Cái men cốc 1 này nè, nó mới xúc tác acid acetylenic để tạo nên những cái prostaglandin cần thiết cho cơ thể. Như vậy mấy em chỉ hiểu cho thầy là prostaglandin được tạo bởi cấp 1 là tốt. Vậy thôi. Thí dụ như prostaglandin Y2 có ở niêm mạc dạ dày. Mấy em biết á, dạ dày H cộng nè, HCL đó, nó tiêu hóa thức ăn, nhưng mà nó sẽ tấn công vô niêm mạc. Nhưng mà nó không có tấn công vô được, niêm mạc chúng ta vẫn bình thường bởi vì có cái lớp chất nhầy. Rồi lưu lượng máu mà nó cản trở. Như vậy cái chất nhầy mà nó cản không cho này tấn công vô được á, ta gọi là yếu tố bảo vệ, chính là prostaglandin E2 nó tăng tiết chất nhầy. Cần thiết cái gì nữa? Rồi prostaglandin E2 này nè có tử cung, giúp co bóp tử cung. Phụ nữ mà đau bụng xanh đó mấy em, chuyển dạ đau bụng xanh á, mà đau bụng đó là do tử cung nó co bóp.
mà tử cung co bóp để đẩy thai ra, mà tử cung co bóp được là nhờ prostaglandin E2. Còn F2, F3 này nè, ở thận, nó tăng cái lưu lượng máu đến nuôi thận, cần thiết không ạ? Còn Rhombosan E2 này nè, có ở tiểu cầu, nó kết tập tiểu cầu lại làm cho máu nó đông. Rồi, còn cốc 2 gọi là enzyme cảm ứng, bởi vì nó hiện diện ở trong máu rất là ít, rất là ít. Và khi mà gặp yếu tố kích thích, ví dụ như thầy nói chấn thương đó, tổn thương cái vùng cơ nào đó, thì ngay lập tức nó bị kích thích lên, tăng nồng độ gấp 80 lần so với bình thường, và nó xúc tác acid adrenaline tạo nên những prostaglandin gây sốt, gây đau, gây viêm. Bây giờ hiểu được vai trò có một có hai gì? Bây giờ thí dụ như